Như trên cha và con và thánh thần. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng suy niệm về tin mừng của Chúa Nhật, Chúa Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các tượng thế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem, miền Giu-đê. Vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật với các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở. Mới dừng lại, trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo chát, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi nơi khác mà về xứ mình. Kính thưa ông bà anh chị em, hôm nay giáo hội cử hành lễ Chúa Hiển Linh. Hiển Linh có nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra một cách linh thiêng. Lễ Hiển Linh có nghĩa là lễ Thiên Chúa tỏ mình ra cho muôn dân. Chúa đã hiển linh khi Giáng sinh. Chúa đã hiển linh cho người ta thấy người nơi máng cỏ. Người hiển linh cho ông Simeon và bà Anna nơi đền thờ. Người đã hiển linh sau khi chịu phép rửa ở sông Giô-đan. Và trong suốt cuộc đời dương thế, người luôn luôn tỏ mình ra cho mọi người. Nhưng phục vụ lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến việc người tỏ mình ra cho muôn dân. Và khi nói đến muôn dân thì cũng gợi nên cho chúng ta hình ảnh những người dân ngoại và những người không thuộc dân ngoại. Chính vì thế, phục vụ lời Chúa hôm nay không chỉ tập trung làm nổi bật lên thái độ của các nhà chiêm tinh được coi là dân ngoại, nhưng đồng thời phục vụ lời Chúa cũng làm nổi bật lên thái độ của vua Hê-rô-đê và các thượng tế và kinh sư trong dân. Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta về một cuộc hành trình của những người khao khát chân lý, của những người khao khát Thiên Chúa. Các nhà chiêm tinh, họ là những người khao khát chân lý. Họ đã sử dụng hết khả năng của mình để đi tìm chân lý. Họ đã từ bỏ một cuộc sống an toàn, từ bỏ một cuộc sống tiện nghi để dấn thân vào một hành trình với tất cả những thiếu thốn, tất cả những hiểm nguy và đầy bất chắc. Mục đích của họ duy nhất là để tìm kiếm vị vua, tìm kiếm chân lý cho cuộc sống của họ. Chúng ta biết họ là những người tri thức. Họ đã sử dụng hiểu biết của mình để đi tìm chân lý. Chính tri thức đã cho họ biết có một vị vua cao cả mới xuất hiện. Chính tri thức đã dẫn đưa họ đi tìm chân lý, đi tìm vị vua cao cả của cuộc đời họ. Kính thưa ông bà anh chị em, nhưng dù hiểu biết của họ có thâm sâu đi thế nào đi chăng nữa, thì ngôi sao lạ cũng chỉ dẫn họ tới Bethlehem. Và khi tới Bethlehem, họ không còn nhìn thấy ngôi sao dẫn đường họ nữa.
Và khi không còn thấy ngôi sao dẫn đường, thì hiểu biết của họ trở nên mất phương hướng. Lúc này họ phải cần nhờ đến lời Chúa, cần nhờ đến Kinh Thánh để dẫn đường. Vì thế họ đến gặp vua Herode, để rồi qua những thượng tế và kinh sư trong dân, những người mà được cho là những người hiểu biết về Kinh Thánh, những người này cho họ biết theo Kinh Thánh nơi mà vị vua cao cả sẽ sinh ra là tại Bethlehem, miền Giu-đê. Và khi đã để mình được hướng dẫn bởi lời Chúa, bởi Kinh Thánh, thì tri thức của họ, hiểu biết của họ lại càng làm cho họ sắc tín hơn vào vị vua cao cả của cuộc đời của họ. Chính vì thế mà khi ra khỏi cung điện của Herode, thì ngôi sao lại xuất hiện và dẫn đỡ họ tới tận nơi hải nhi mới dừng lại. Cũng chính vì thế mà họ đã tin hải nhi mới sinh, một hải nhi đơn sơ bé nhỏ nằm trong máng cỏ, một hải nhi không có gì là vinh quang, không có gì là quyền uy, lại là vị vua của chân lý, là vị vua cao cả của cuộc đời họ. Vì thế họ sấp mình thờ lạy vị vua cao cả, rồi mở bảo chép lấy vàng, nhũ hương và mộc dược để tiến dâng vị vua cao cả của cuộc đời họ. Kính thưa ông bà anh chị em, hành trình của các nhà chiêm tinh nó cũng là hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Kính thưa ông bà anh chị em, tri thức, sự hiểu biết là cần thiết, là quan trọng cho hành trình đức tin của chúng ta. Thế nhưng điều quan trọng là chúng ta có biết dùng tri thức, dùng sự hiểu biết để hướng dẫn, để củng cố đức tin của mình như các nhà chiêm tinh, hay chúng ta dùng tri thức, dùng hiểu biết của mình để củng cố quyền lợi ích kỷ cá nhân, để loại trừ người khác. Ông bà anh chị em biết, sau khi các thượng tế và kinh sư cung cấp một số dữ liệu về hài nhi và vua Herode, chính vì thế cũng có những hiểu biết về hài nhi ấy. Thế nhưng vua Herode lại dùng hiểu biết đó để lên kế hoạch cho việc bảo vệ quyền lợi ích kỷ cá nhân mà ông nghĩ sẽ bị đe dọa bởi hài nhi. Kính thưa ông và anh chị em, nếu như ngày xưa vua Herode dùng hiểu biết để bảo vệ quyền lợi ích kỷ cá nhân và để bắt hại hài nhi Giê-xu, thì ngày nay việc dùng hiểu biết của mình để củng cố và bảo vệ quyền lợi ích kỷ cá nhân cũng xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Thật vậy, bất cứ khi nào chúng ta dùng kiến thức của mình, dùng hiểu biết của mình để lên một kế hoạch cho việc lừa lọc, cho việc gian dối, để đàn áp những người thấp cổ bé họng, là chúng ta đang tìm cách loại trừ các giá trị của tin mừng, là chúng ta đang tìm cách loại trừ và bắt hại chính hài nhi Giê-xu. Và đây là kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta ít nhiều cũng đều cảm nhận được. Thật vậy, dù tri thức và sự hiểu biết của chúng ta có thâm sâu tới cỡ nào đi chăng nữa, nhưng nếu không để mình được hướng dẫn bởi lời Chúa và bởi Kinh Thánh, thì tri thức, thì sự hiểu biết đó cũng không thể nào dẫn chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa Hải Nhi, là Thiên Chúa, là chân lý tuyệt đối được. Các thượng tế và kinh sư là những người hiểu biết Kinh Thánh. Họ được coi là những người chuyên gia về thần học thời bấy giờ. Họ có thể trích dẫn và giải thích đúng Kinh Thánh. Thế nhưng Kinh Thánh đối với họ chỉ là như một tài liệu cổ, một văn tự chết. Vì thế họ có thể biết nơi Chúa Giêsu giáng sinh, nhưng họ không cảm nhận, không cảm thấy mình đang được mời gọi lên đường. Và theo tính Âu Tinh thì họ là những cột cây số, chỉ đúc đường cho người khác nhưng lại không di chuyển. Vì thế hiểu biết của họ cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho chính họ. Có chăng hiểu biết đó cung cấp thêm cho Herode những dữ kiện, để rồi từ những dữ kiện đó về vua Herode thi hành tội ác bắt hại các hài nhi.
Kính thưa ông bà anh chị em, nếu không cẩn thận, chúng ta rất có thể cũng như các thượng tế và kinh sư, chúng ta được gọi là những người thuộc giáo lý, hiểu biết về Kinh Thánh, nhưng chúng ta chẳng bao giờ thực hành, chẳng bao giờ sống theo lời Chúa dạy, và thậm chí sống ngược lại với lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh. Một đời sống như vậy không những làm cho đức tin của chúng ta bị suy giảm, nhưng rất có thể nó biến thành công cụ để bắt hại đức tin lên người khác. Và một thực tế cho thấy, có nhiều người chống đối giáo hội, có nhiều người mất niềm tin vào Hội Thánh chỉ vì chứng kiến những đời sống bê tha, những đời sống ích kỷ và gian dối của những người Kitô hữu, của những người mà được cho là đạo đức và thánh thiện. Và đây cũng là kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta ít nhiều cũng cảm nhận được. Kính thưa ông bà anh chị em, Thiên Chúa hôm nay tỏ mình ra cho con người, để con người có thể đến và kín múc nơi người sự sống mới. Thế nhưng việc nhận ra và đến với Ngài là cả một hành trình. Một hành trình đòi hỏi con người phải biết nỗ lực với hết khả năng của mình, và đồng thời cộng với sự hướng dẫn của lời Chúa, sự hướng dẫn của Kinh Thánh. Chính vì thế, thánh lễ hôm nay, thánh lễ hiển linh, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết can đảm, biết khiêm tốn nhìn lại hành trình đức tin của mình, để rồi thành thật nhìn ra nơi mình, nhìn ra cái vị trí mình, để rồi thành thật nhận ra mình đang ở vị trí nào, đang mang khuôn mặt nào. Có thể là khuôn mặt của Hê-rô-đê, khuôn mặt của ba nhà chiêm tinh hay các thượng tế và kinh sư. Khi đã nhận ra vị trí và nhận ra khuôn mặt thật của mình trên hành trình đức tin, thì xin Chúa cũng cho mỗi chúng ta biết can đảm bước theo chân ba nhà chiêm tinh, biết tận dụng hết khả năng của mình dưới sự hướng dẫn của lời Chúa, của Kinh Thánh, để rồi cũng như ba nhà chiêm tinh, chúng ta cũng nhận ra được sự hiện diện một cách âm thầm của Thiên Chúa đầy quyền năng và tình yêu nơi những con người bất hạnh đang cần chúng ta giúp đỡ, nơi những con người bé bỏng, đơn sơ, không vinh quang, không quyền lực. Amen. Trên đời nay đã thấy ngàn hoa thắm tươi, nay muôn dân ngàn năm sau sẽ còn luôn yêu thương thắm màu, muôn đời luôn
trần ai mang ơn Thái Hòa muôn nhà, luôn năm tháng truyền miền tiếng ca. Kia trăng sao còn lên ngôi, mãi đẹp tươi đứng công chính người. Chúa trời trên ngài bao vững bên ngàn thu. Kia trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng người. Nào ta đi, nào ta đi tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Này con đi cùng ba vua đến quỳ đây nơi hang đá này, dâng hương say mến từ trong trái tim.